Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến Hà Nội ngày 28 tháng 2 trong chuyến thăm lịch sử được coi là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tờ Japan Today và truyền thông trong nước đưa tin Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko đã được Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đón với nghi lễ thảm đỏ tại sân bay Nội Bài. Đây là chuyến công du đầu tiên của một vị vua Nhật Bản tới Việt Nam trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đánh giá về tầm quan trọng của chuyến thăm này của vị vua 83 tuổi, nhà phân tích chính trị của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ISIS Lê Hồng Hiệp nói. Chuyến thăm của Nhật Hoàng Akihito tới Việt Nam lần này thấy là quan hệ song phương đã được tăng cường, được thắt chặt trong thời gian gần đây và cho thấy cái mức độ thân tình và cái mức độ tin tưởng lẫn nhau rất là cao giữa hai nước. Trong chuyến thăm của Thủ tướng Abe tới Việt Nam vào giữa tháng 1, Nhật Bản tuyên bố sẽ đóng mới cho Việt Nam 6 tàu tuần tra trên biển với tổng giá trị 38,5 tỷ yên, tức 338 triệu đô la. Việt Nam và Nhật Bản là các đối tác chiến lược và Nhật là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam và là nhà cung cấp viện trợ phát triển ODA lớn nhất, theo ghi nhận của truyền thông trong nước. Trong thời gian gần đây, Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước đi để tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng hơn trên Biển Đông và Mỹ rút dần sự ảnh hưởng trong khu vực. Theo nhà nghiên cứu Hồng Hiệp, đang có sự song trùng và hội tụ về mặt lợi ích giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cái sự song trùng về mặt lợi ích giữa hai nước ngày càng lớn, đặc biệt là trên cái khía cạnh chiến lược, trong cái bối cảnh là hai nước đều là những cái quốc gia láng giềng của Trung Quốc và đang có những cái tranh chấp lãnh thổ và trên biển với Trung Quốc, và Trung Quốc thì đang ngày càng trở nên sắc quyết hơn trong các cái tranh chấp này, thì trong cái bối cảnh đấy thì hai nước trở thành những cái đối tác tự nhiên của nhau trong việc mà cùng củng cố cái an ninh khu vực cũng như là đối phó với cái sự trỗi dậy, cái sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới Việt Nam, theo Japan Today ghi nhận, là để quảng bá, thiện chí và làm mềm những vết thương chiến tranh mà quân đội Nhật đã để lại trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Tờ báo này cho biết Nhật Hoàng và Hoàng hậu sẽ gặp mặt các quá phụ của những người lính Nhật từng đến chiến đấu ở Việt Nam trước đây.